Bữa giờ hứa với mấy anh hoài chưa có lên hình được con nào cho mấy anh hết. Nay xong hoàn thiện được một chiếc ha, Brighton dòng ACNL ở trên thân sườn của nó, anh em chị em đi ấy. Dòng size này là size 27, bự nhất của dòng Brighton rồi đó, cao to nhất rồi đó. Thường mấy anh hay kêu là xe nam là nó đó. Cao cao cũng là nó. Con này là cái mã, anh em lưu ý giùm cái mã giùm nha, X802 802. Lưu ý cái mã để khi giao lưu, con X802 là bao nhiêu thì mình sẽ đẩy các bạn vô cái đường link. Ở trong đó bao gồm giá nè, chi tiết pin nè, bảo hành nè, và có một cái video dài hướng dẫn em nó, hướng dẫn cách sử dụng. Rồi khi coi xong xuôi hết rồi, hợp lý sẵn đến mua bán thì alo, cũng số Zalo đó cho nhanh gọn lẹ. Quay lại con này thì con này là con Brighton. Cái dòng này thì được gọi là ACNL, là dòng cái dòng bánh bự lắm. Cái thương hiệu của nó Brighton nhưng mà cái dòng là ACNL ha. Size 27, 1m65 đổ lên tới 1m8 nha. Cái này cúc yên của này là 1m75 của mình, hồi mình ra mình đạp công viên cho anh em nè. Con này nó đời gì? Con này nó rơi vô đời chung ha. Đời chung là đời như thế nào? Đây. Cái model đời cao nhất hiện nay là cái hình thù hình thái như vậy. Nó còn hai màu nữa, y hệt vậy mà hai màu. Nhưng trong cái đời cao nhất này và cái đời chung là cái đời mình đang review chiếc xe này là nó nè. Cái đời cao nhất nó nè. Thì trong cái đời cao này nó khác điểm gì? Nó chỉ khác đúng một phần, nó đúng một nó có chức năng là cục pin sẽ đi được bao nhiêu cây số nó thôi. Riêng dòng cao nhất ha, anh em lưu ý. Riêng dòng cao nhất thì nó chỉ báo được điều đó, còn riêng đời chung này thì nó không báo. Như đời chung này nè. Đó, con này là đời chung và con trắng ACNL trước mặt anh chị em mình cũng là con đời chung. Nó sẽ không báo được km nhưng nó báo được đầy đủ các chức năng của dòng đời cao hết. Chỉ thiếu là cục pin đi được bao nhiêu cây số thôi. Và trong xe sẽ làm cục pin 8A. 8A giống như 8 lít xăng. Tải 50 55 kg cho chạy khoảng 25 đến 30 cây số một lần sạc. Đọc lại nha. 8A tải 50 55 kg cho chạy từ 25 đến 30 cây số một lần sạc. 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi. Đây cục pin của nó đây. Trong cái ruột này sẽ là cục pin như vậy, mới chầm chầm. Và anh chị em mình xài sạc bằng adapter. Đây, ghim trực tiếp là sạc 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi là đầy. Rồi, tôi cần đi xa hơn, tôi đi thể dục nhiều hơn, xa hơn, thì anh chị em mình nâng cấp lên 13A. Đây, những khối 13A bự hơn hẳn ha, giống như 13 lít xăng thôi chứ cũng không gì khác hết. Nói vậy cho nó dễ hình dung. 13 lít xăng là đi ra khoảng tầm trên 40 cây một lần sạc. Nhưng mà sạc phải từ 5 đến 6 tiếng à. Đó là vậy. Anh em mình nhà rộng, tháo ra ngoài sạc vậy luôn. Không thích nữa thì cứ để trên xe sạc luôn. Đây, tháo ra là sạc thôi. À, kéo điện ra sạc, nhà rộng, nhà anh em chật. Đẩy cái bánh sau lại nó mới cho lấy chìa khóa, mới cho lấy cục pin nha. Nhà anh em chật, anh em tháo ra. Cầm bộ về là sạc. Trong thời gian sạc thì xe vẫn hoạt động bình thường hết. Xe vẫn chạy bình thường, vẫn đạp đi chợ, đi búa, đi học, đi hành bình thường hết. Sạc xong, lắp vô là sử dụng thôi. Nó sẽ báo pin lên đây. Rồi, phần đời xe, phần dung lượng pin thì cũng đã lướt qua. Đến phần test xe cho anh em mình. Ra công viên chơi ha. Chú kiếm em đôi dép coi, để hồi em đi cái anh không có dép gì ạ.
Đây con này còn đời trùng ha. Con này phải cao ạ. À. Anh chị em phải cao. 1m65 đổ lên ạ. À. 1m6 là vừa, 1m6 cũng được chứ không cần 65. 1m6. Rồi, đi chơi. Xe không có mở điện nha. Đây là mở điện nè. 80% 100 pin. Khi tắt hoàn toàn trở về chiếc xe đạp thường. Không điện không đóm. Phải là một xe đạp trước cái đã. À. Mấy bác, mấy chú, mấy anh thể dục bình thường được hết. Đừng nghĩ xe điện gì đây hết, nó là chiếc xe đạp. Số 1 là cái số mà đạp gần như không đi nữa ha. 78kg nha. Cái tải của mình, cái trọng lượng của mình là 78kg. Cao 1m74. Anh chị em lưu ý. Quá trời xe hơi. 78, 1m74 đạp nè. Giống như không đạp luôn. Cái chân càng nhẹ thì xe nó sẽ không đi nhanh được. Muốn chạy nhanh hơn, ngưng cái chân lại một nhịp. Lưu ý ngưng cái chân. Lắc số 2 vô số 2. Chân nặng hơn, xe đi nhanh hơn. Nhanh nữa, 3. Nặng nữa, nhanh nữa đó, số 3. Ba số này là phần cơ thôi nha, không liên quan điện đóm như đây hết. Anh em mới kêu cái này là cái trợ lực không có đâu. Cái này mới là phần cơ thôi. Rồi cảm thấy sức mình ở điểm nào thì mình chạy số đó. À, tôi thích để số 2, tôi để tôi chạy số 2. Không nhất thiết phải là 1, 2, 3, 1, 2, 3 làm gì hết. Nãy giờ là mình đang chọn số. Sức mình đang nằm ở điểm nào mình sử dụng số đó. Rồi, chẳng hạn như mình khi dừng đèn đỏ nè, khi dừng đèn xanh đèn đỏ nè. Đèn xanh đi nè, đạp nè. Thì anh thấy nó đâu có gì khác với xe đạp thường của mình đâu. Nó vẫn có quán tính đó, nó không có gì khác biệt hết, đúng không? Nhưng khi mở điện thì như thế nào? Mở điện ha. Vẫn một lực đó, vẫn một sức đó. Đèn đỏ nè, và đèn xanh đi nè, đúng không? Nhấn. Anh em thấy nó khác biệt không? Thật chất á, cái người chạy người ta sẽ cảm nhận được. Tự nhiên chiếc xe nó ụt, mình đi nó giống như có người đẩy mình vậy. Thì đó gọi là trợ lực. Trợ là hỗ trợ một lực thêm cho mình, chứ không phải trợ lực là cái này. Cái này là phần số. Và trợ lực không phải là đạp cái là đi luôn. Mà trợ là giống như có người phụ với mình thôi. Trợ là hỗ trợ thôi. Nhấn. Thay vì mình dùng 10 sức để xe đạp nó lăn bánh, giờ mình dùng còn 2 sức. Nhấn. À, không có dùng sức, nhấn. Nhấn là nó đi, nhấn là nó đi. Thì cái đó gọi là trợ lực á. À. Giờ số 2 hồi nãy là trung bình, giờ giống như không đạp nữa. Quá nhẹ. Một là tăng số để đi nhanh, cho nó nhanh. Hai là vẫn sử dụng số đó vừa chân, hạ máy về cho máy đẩy nhẹ lại một chút. Đỡ hao pin. À, cái phần này là tất cả đều là do sở thích của anh em mình hết. Thích điểm nào cho dừng cái điểm đó. À, leo dốc nhẹ nhẹ nè. Nhấn là đã đi. Nhấn nè. Nhấn nè. Nhấn là đi, nhấn là đi. Đó gọi là trợ lực á. Chứ không phải trợ lực là đạp cái chạy luôn. Không phải chạy 40-50 cái số trên giờ. Không phải vậy nha. Rồi bắt đầu mình sẽ vô công viên. Nhấn à. Đâu có đạp đâu, đâu có dùng sức. Nhấn là đi thôi. Nay học sinh nít chơi đông quá, hè mà. Rồi tắt cái máy, trở về xe đạp thường. Đạp bình thường. Đạp gì nổi cái đống cỏ này. Đạp đâu nổi đống cỏ đó. Nhưng khi mở điện là khác à. Anh chị em thấy khác hẳn liền.
Mượn bãi cỏ đó ha. Cái trợ lực này nó sử dụng tốt cho đèo dốc, khớp gối, khi lười vẫn sử dụng đó. Nhấn đó, thấy khác biệt rất rõ ràng đúng không? Nhấn. Ôi, quỳ khúc cây. Ôi, chui vô đây là sụp hầm luôn á. Cỏ là nửa tấc luôn, nửa thước luôn. Đạp vẫn đi, nhấn là đi thôi. Ó, xịn lầy không. Rồi, giờ hai chiếc xe luôn. Anh em hiểu chữ trợ lực chưa? Đơn giản thôi chứ không có gì khó khăn hết đúng không? Trợ là chỉ hỗ trợ thêm xuống bằng đạp với mình thôi. Rồi muốn đi nhanh nè, ngừng vô số nè. Đi tàn tàn không mát nè. Trả về số 2 vừa. Leo dốc leo đèo chở nặng đi số 1. Gần như không đạp. Wow, tất cả đều là do sở thích, do địa hình, do sức khỏe. Cỏ sẽ đạp thường đạp gì nổi đúng không? Mấy cái bãi cỏ này nhờ có máy hỗ trợ thôi. Giờ hay cái bánh xe nè. Để qua kia. Nhấn đi, nhấn là đi, nhấn là đi. Rồi, anh em hình dung được nó chạy như thế nào rồi đúng không? Khi có điện và không có điện. Có điện, không có điện gì vẫn phải làm một chiếc xe đạp hết. Không khác gì một chiếc xe đạp ha. Không có gì ngoài chiếc xe đạp. Mét 74 của mình á. Anh em nào cao hơn thì nâng lên, thấp hơn thì hạ xuống. Đúng là cúc yên này cũng chưa vừa chân mình đâu, lên khoảng 2 phân nữa vừa. Rồi, cam kết cho anh em, một khi cam kết là phải chịu trách nhiệm với cái lời cam kết của mình nha. Xe này sẽ là zin toàn tập, riêng cái rổ phía trước là đồ mới, còn bao nhiêu là đồ zin của nó hết. Cặp bao tay của Roy Gatton, cái chuông rất là lạ. Tay thắng nhôm, ghi đông bông tăng nhôm. Bộ phận số nhanh chậm nặng nhẹ là do thằng này. Mở đèn, rổ inox mới không vàng, đèn một led. Hai cái này là hai cái chóa phản quang. Vỏ ruột zin của Roy Gatton, vỏ gì đây, đúng luôn. Nhìn riết làm nghề riết nó quen, nhìn cái gai là biết liền. Roy Gatton, vỏ ruột zin của Roy Gatton, niền thép không rỉ của Roy Gatton, cầm inox, mờ mò đã làm đã hết rồi ha. Miếng này là miếng gì? Miếng này là miếng báo được tốc độ chạy, còn gọi là kích câm là nó. Để hồi mình hướng dẫn luôn cách sử dụng mà nhìn nó. Càng thắng nhôm, logo của Bragatan, cắt tay zin Bragatan ACL. Khung sườn nhôm thì thường là các bạn thấy ngay đây, nó sẽ hàng mối nhôm, khung sườn chất liệu bằng nhôm, cốt yên nhôm, tăng chỉnh chiều cao, giò đạp nhôm, bàn đạp zin, lọc máy nhôm của Yamaha. Rồi, tới nổ khóa của Bragatan. Anh chị em mình khóa bánh sau. Tự động ở trên đây nó khóa cổ nha. Tự nó gài cổ, mở. Tự nó mở cổ. Một cái engine. Ba gà zin, inox. Một cái ba gà của nó nè. Dè zin. Đèn cảm ứng về đêm, rung lắc chuyển động thì mới nháy thôi ha. Thiếu ánh sáng nó mới nháy ban đêm thôi nha. Mở tự động tắt nè, nó chỉ nháy ban đêm thôi. Nháy mà đừng có đụng vô chiếc xe khoảng tầm 20 giây tự động nó ngắt. Logo của Roy Gatton, chữ bơi bò. Đây, quyết định được nhanh chậm nặng nhẹ là do thằng này. 3 số cho 3 tốc độ.
niên sau vẫn vậy. Brighton 27138 ký hiệu bằng chữ B ha. Cầm inox. Thân bi của Brighton. Thân bi là cái gì? Thân bi là cái thắng mà bằng 6 viên bi, nó không có bố thắng để thay. Thắng cực kỳ ăn. Và khi nó phát ra âm thanh ngẹt, có nghĩa là nó đang khô dầu khô mỡ, thì anh chị em mình cho nó miếng dầu miếng mỡ ở đây. Nó không có bố thắng nha. Nó bấu bằng bi, rất là cái chân trống. Lốc máy nhôm của Yamaha này. Vỏ ruột zin của Brighton nè. Brighton. Vỏ ruột zin. À, trong xe này là một sợi sên mới nè. Sợi sên này đúng rồi, mình nhớ rồi, nó rất là sét. Nó sét cực kỳ sét, xử lý không được, bắt buộc phải thay sợi sên mới nha. Cặt tay zin, đa phần bể đây, con này chưa bể luôn. Giò nhôm, bàn đạp zin. Và đây là bộ tăng sên tự động ha, sên trùng. Tự căng luôn. Căng nhưng không bao giờ cứng, hay là cái lò xo này. ASL. Ổ khóa cổ của Brighton. Con này tầm trung, trung bình thôi, không khá, không đẹp, không xuất sắc, thì nó sẽ rơi vô giá tầm trung. Bởi vậy anh em cứ kêu ở xe này mới bao nhiêu phần trăm, không bao giờ đánh giá hết. Anh em mê đánh giá phần trăm mới lắm. Thực sự tôi không có mê đánh giá kiểu đó. Tại vì cái mỗi cách nhà nghề của mình nó đánh giá kiểu khác. Đồ phải là zin hết như vậy. Nhưng mà trong tình trạng, nó đang trong tình trạng như thế nào là chuyện nữa. Đời xe, dung lượng pin, nó sẽ quyết định được cái giá thành của sản phẩm. Anh chị cứ khoái bắt đánh giá nhiều phần trăm này, mới không, mới không, chạy ngon không, sao trả lời được. Rồi, cái đó là những cái video chi tiết cho anh em mình coi tham khảo. Bán hàng thì tất nhiên phải khen sản phẩm của mình, có ai mà chê sản phẩm của mình đâu, đúng anh chị em? Đúng ra mình không có khen, không có chê gì hết. Anh chị em tự coi, tự phán đoán. Quên cái vấn đề này nữa nè, nguồn nè, đúng không? Phần trăm pin là 70 nè. Km trên giờ là cái miếng ở dưới trước nè. Nhấc cái bao đầu xe nè. Đó, 10, 9. Đó, bánh xe đang quay mà. Nó báo được vận tốc chạy. Không, là dừng. Đèn phía trước. Tốc độ máy đẩy mạnh, đẩy trung bình và đẩy thấp. Tiết kiệm pin. Phần trăm pin, km trên giờ. Đó là chức năng của bàn phím. Xin đừng quên cái phần này cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em ha. Không hiểu vấn đề gì, alo cho nhanh.